Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Chúng ta lại thêm một con xe Cúpy 50 màu trắng vàng, xe vừa mới dọn xong, rất là đẹp luôn nha. Con này thì đặc biệt là nhựa chính giữa là nhựa sơn, mà nhựa yếm bẩn là nhựa màu không sơn các bạn. Con này rất là đẹp luôn, dành cho bạn nhỏ nào mà đi học hay quen là vợ đi chợ là hết sảy ông bà bảy luôn nha. Mình sẽ quay chi tiết con đó cho các bạn xem nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Đây là một em xe Cúpy 50. Vừa mới về thêm một em Cúpy 50 màu trắng cam nha. Rất là dễ thương, dành cho các bạn nhỏ nào có nhu cầu đi học. Đó, 50 phân khối. Rất là nhỏ nhẹ và lợi xăng luôn nha. Xe này vừa mới về, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây, rất là đẹp nha. Đây, xe sơn rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn các bạn. Cực kỳ đẹp, bóng lưỡng. Đấy, các bạn thấy siêu đẹp luôn nha các bạn. Và đặc biệt nhựa yếm bẩn là nhựa không sơn luôn. Đó, không sợ chày. Nhiều khi va quẹt là không sợ chày các bạn. Máy cực kỳ êm. Đây, mình sẽ mở máy thử nha. Đó. Rồi, nghe tiếng máy nha các bạn. Máy rất là êm nha các bạn. Máy rất là êm lo. Còi, xi nhan. Đèn còi, xi nhan đầy đủ nha. Đây là xe nội địa Nhật. Cho nên bao em nha các bạn. Xe nguyên zin các bạn. Đồ đạc linh kiện trên xe là nguyên zin nha. Nguyên zin. Đó. Xe thì được sơn lại một lớp màu vàng, màu cam ở đây. Đó, cái màu cam này là sơn mới nè. Thấy chưa Duy Hậu? Con đừng có chạy ra ngoài, con thấy không? Con chạy ra là bạn đi xe đụng con làm sao? Ba nói là chơi ở trong đây thôi. Nghe không? Hồi nãy thì Duy Hậu, bây giờ tới tôi nè. Chơi phải cẩn thận đó. Rồi. Linh kiện trên xe là nguyên zin, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ cho anh em coi chi tiết nè. Đó, cặp cầm nè, rất là đẹp nè các bạn. Đó, đồng hồ có báo xăng luôn nè các bạn. Ki đông cực đẹp, xi nhan nè. Đó, yếm bẩn. Đây, yếm bẩn này là nhựa màu không sơn các bạn, nhựa màu đúc luôn, không sợ chày nha các bạn. Đấy, yếm bẩn này đặc biệt là nhựa màu, dành cho những bạn nào mà chạy hay va quẹt này nọ là không sợ chày các bạn. Hai bên đều là nhựa màu nha. Đấy, con xe này rất là đẹp luôn, các bạn thấy không? Đó, sơn bóng lưỡng nè các bạn. Đây là nhựa sơn nha, con này nhựa sơn nha. Đấy, cặp vành nè, quá đẹp luôn các bạn. Ai nhìn đẹp chưa? Đẹp luôn. Con này đắt. 203 nha các bạn. 203 nha. Rồi anh em nhìn coi cái bẩn ở trong này. Bóng lưỡng luôn nè các bạn. Cực kỳ đẹp nha. Ở phía đây là phần đổ xăng. Có chìa khóa xăng luôn. Xe bên mình bán là các bạn thấy là con nào con nấy là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Nhìn chảy nước miếng luôn các bạn. Cục máy nè. Siêu đẹp luôn, nguyên zin, máy cực êm. Anh em nhìn thấy không? Mới tinh luôn. Cục máy xanh lè luôn nè. Bánh niềng đẹp nè. Đó. Siêu đẹp các bạn. Đây, nhìn phần bô này. Phần máy nè. Xanh lè luôn các bạn ơi. Đó. Quá đẹp các bạn. Đây. Rất là đẹp nha các bạn. Và xe cực nhỏ nhẹ, máy cực êm, nhỏ nhẹ, 50 phân khối, cực kỳ lợi xăng. Xe này dành cho những anh em nào mà mua tặng cho bé đi học hoặc là vợ đi chợ này nọ. Mua tặng cho vợ đi chợ này, hoặc bé đi học 50 phân khối là hết bài luôn nha các bạn. Rồi, anh em nào có nhu cầu tuyển một xe cúp 50 dễ thương, các bạn liên hệ cho mình nha. Bên mình chuyên dòng xe Tayga 50 cho các bạn. Cúpy với Cori có đầy đủ hết các bạn, nhựa sơn, nhựa không sơn, đồng hồ điện tử, đồng hồ thường có đầy đủ hết nha. Mọi thông tin anh em nhắn tin trong Zalo giúp mình nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.
Rồi, hai mẹ con chạy hai chiếc xe Tayga Scoby các bạn. Cực kỳ dễ thương luôn nha. Bà kia là 1,5 m, còn bé nhỏ là 1,3 m các bạn. Học lớp 5, 10 tuổi. Còn bà đây là 30 tuổi. Bà đây 35 tuổi rồi các bạn. Đừng có chấp cái bà đó nha, 35 tuổi rồi. À, bạn đây là 10 tuổi học lớp 5 nè. Đó, nhỏ cực kỳ dễ thương nha các bạn. Chiều chiều chở con đi chơi rồi. Cực kỳ dễ thương luôn. Đây là chiếc màu cam, chiếc màu cà phê sữa. Ê, chiếc này là màu kem sữa, là nhựa màu đúc. Còn con đây là nhựa sơ. Đó, hai em cực kỳ dễ thương nha, chỉ 20 mấy triệu một chiếc thôi các bạn. Đây chúng ta quan tâm bạn Tina. Đó, xe nhỏ nhẹ cực kỳ dễ thương nha các bạn. Các bạn thấy bạn đây Tina chỉ có 10 tuổi thôi, học lớp 5 thôi các bạn mà đi xe được rồi. Thì anh chị em nào mà 20 mấy tuổi đừng hỏi là sao đi được không nha. Đó, 10 tuổi thôi các bạn, cao 1m2, 1m3 gì đó, mình cũng nhớ nữa. Rồi, bà này 35 tuổi có chồng có con rồi các bạn ơi, quan tâm cái xe thôi, đừng quan tâm bãi nha. Đó, cực kỳ dễ thương luôn. Anh chị em nào có nhu cầu mua xe cho bé đi học hay đi chợ nè, cha mẹ đi chợ nè, cực kỳ dễ thương nha các bạn.